Mọi người, mình tên là Vũ Thành An, hiện đang học tại cơ sở Super Brand thành phố Bà Rịa. Sở thích của mình là chơi piano. Ngày hôm nay mình sẽ gửi cho các bạn một bài của nhạc sĩ thiên tài Beethoven, đó chính là bài Prelude. Xin mời mọi người cùng lắng nghe.